Chuyện đùa mà lại thành thật. Nigeria bị Libya bỏ bom ngay tại sân bay. Không rõ có phải là trò chơi tâm lý mà đội nhà chào đón đối thủ hay không, nhưng bản thân các thành viên của Nigeria thì lại cho rằng họ bị chơi xấu sau khi Libya cũng gặp tình trạng tương tự vài ngày trước. Vậy thực hư câu chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hãy cùng xem nhé! Đội tuyển Nigeria đã có quyết định không tham dự trận đấu thuộc vòng loại của AFCON 2025 với Libya sau khi trải qua một sự cố kéo dài 12 giờ tại sân bay. Sự việc này đã được các cầu thủ cũng như Liên đoàn bóng đá Nigeria mô tả là hành vi đáng xấu hổ và chưa từng có. Cụ thể, sự cố bắt đầu khi đội tuyển Nigeria đã được lên lịch đối đầu với Libya trong trận đấu vòng loại của AFCON quan trọng vào ngày thứ Ba, nhưng kế hoạch di chuyển của họ đã bị gián đoạn nghiêm trọng khi chiếc máy bay thuê riêng của họ bị bất ngờ chuyển hướng từ Benghazi đến sân bay nhỏ hơn là Al Abraq, cách điểm đến hơn 200 km. Phi công đang hạ cánh xuống Belkazi thì bất ngờ bị yêu cầu chuyển hướng. Điều này dấy lên những nghi ngờ về việc họ bị chơi xấu. Theo Liên đoàn bóng đá Nigeria, đoàn Nigeria bị mắc kẹt ở tại sân bay mà không có thức ăn, nước uống hoặc kể cả là wifi. Tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng khi các cầu thủ không thể rời khỏi sân bay hay thậm chí là không được phép lên xe buýt mà Liên đoàn bóng đá Nigeria đã sắp xếp để di chuyển họ về khách sạn. Các cầu thủ và ban huấn luyện bị bỏ lại trong điều kiện không có người chăm sóc suốt nhiều giờ. William Troost-Ekong, đội trưởng của Nigeria, là một trong những người bày tỏ sự phẫn nộ mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội. Anh viết trên X: "Hơn 12 giờ mắc kẹt ở một sân bay bỏ hoang tại Libya sau khi máy bay của chúng tôi bị chuyển hướng trong lúc đang hạ cánh. Chính phủ Libya đã thu hồi quyền hạ cánh tại Benghazi mà không có lý do. Họ khóa cổng sân bay và bỏ mặc chúng tôi mà không có điện thoại, thức ăn hay nước uống. Tất cả chỉ để chơi trò tâm lý chiến." Troost-Ekong cũng cho biết mình đã trải qua nhiều sự cố khi thi đấu ở châu Phi, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống nào đáng xấu hổ như vậy. Liên đoàn bóng đá Nigeria đã ra thông báo chính thức cho biết rằng sau sự cố này, các cầu thủ đã quyết định không tham gia trận đấu nữa. Đoàn Nigeria tới để thi đấu vòng loại AFCON 2025 với Libya đã mắc kẹt tại sân bay Al Abraq hơn 12 giờ sau khi hạ cánh. Các cầu thủ đã quyết định không thi đấu nữa và Liên đoàn bóng đá Nigeria đang lên kế hoạch đưa toàn bộ đội bóng trở về quê nhà. Sự việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích trên các phương tiện truyền thông xã hội, với nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với các cầu thủ Nigeria. Hình ảnh các cầu thủ nằm trên ghế tại sân bay với hành lý bên cạnh được chia sẻ rộng rãi, cho thấy sự mệt mỏi và bế tắc mà họ đang phải chịu đựng. Liên đoàn bóng đá Libya cũng đưa ra tuyên bố, bày tỏ sự tiếc nuối về sự cố, đồng thời phủ nhận việc chơi xấu. "Chúng tôi có sự tôn trọng cao nhất đối với Nigeria và muốn khẳng định rằng việc chuyển hướng chuyến bay của họ không phải là cố ý. Các gián đoạn có thể xảy ra do các quy trình giao thông hàng không thông thường, kiểm tra an ninh hoặc những thách thức về hậu cần khác." Liên đoàn bóng đá châu Phi đã tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về sự việc này. Vụ việc đã được chuyển đến Ủy ban kỷ luật của CAF để điều tra và hành động thích hợp sẽ được thực hiện đối với những ai vi phạm các quy định của CAF. Tình hình căng thẳng này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về sự an toàn và điều kiện thi đấu của các đội bóng tham gia các giải đấu quốc tế tại châu Phi. Nigeria hiện đứng đầu vòng loại bảng D với 7 điểm sau 3 trận đấu, trong khi Libya đang xếp cuối bảng. Trận đấu giữa Nigeria và Libya sẽ có vai trò quan trọng trong việc quyết định vị trí trong bảng đấu. Nhưng với sự cố này, khả năng trận đấu được diễn ra theo lịch dự kiến là rất thấp. Đội trưởng của đội tuyển Libya là Faisal Al Abatri ngay sau đó cũng đã lên tiếng tố cáo rằng chính đội tuyển Libya đã bị chơi xấu khi họ gặp phải những điều kiện tồi tệ tương tự khi thi đấu tại Nigeria vài ngày trước đó. Al Badri khẳng định rằng đội bóng của anh đã không được tiếp đón một cách chú đáo khi hạ cánh tại Nigeria, và sự đối xử không công bằng này là nguyên nhân chính dẫn đến việc Libya quyết định đáp trả Nigeria khi họ đến Benghazi. Theo Al Badri, đội bóng của anh bị trì hoãn khi đến Nigeria, không có sự hỗ trợ từ các phương tiện di chuyển và phải tự lo liệu cho hành trình của mình trong điều kiện không thuận lợi. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần thi đấu của họ và có thể là nguyên nhân dẫn đến thất bại 0-1 trước Nigeria. Lời tố cáo này ngay lập tức thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều cuộc tranh luận về việc các đội bóng châu Phi có xu hướng dùng các chiến lược ngoài sân cỏ để gây áp lực lên đối thủ. Trong khi sự việc giữa Nigeria và Libya đang làm nóng truyền thông, đội tuyển Nam Phi cũng tranh thủ lên tiếng. Họ cho rằng họ đã từng trải qua tình huống tương tự khi thi đấu với Nigeria. Các quan chức của đội bóng Nam Phi đã công khai tố cáo rằng họ từng bị Nigeria đối xử không công bằng trong quá trình thi đấu vòng loại AFCON trước đây. Theo báo cáo của một số phương tiện truyền thông, đội Nam Phi đã bị Nigeria gây khó khăn trong việc sắp xếp chỗ ở và phương tiện di chuyển. Điều này đã tạo ra một tiền lệ không tốt và làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc liệu Nigeria có sử dụng chiến lược gây áp lực tâm lý đối với các đối thủ tại châu Phi hay không. Việc Nam Phi, một đội tuyển mạnh trong khu vực, cũng lên tiếng tố cáo đã khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, khi có thêm bằng chứng về những bất đồng trong việc tổ chức các trận đấu quốc tế tại châu Phi. Mặc dù có nhiều tố cáo từ phía Libya và các đội tuyển khác, việc tìm hiểu nguồn cơn sự việc cho thấy một khả năng rằng lỗi này có thể thuộc về cách sắp xếp không hợp lý từ phía Libya. Theo một số nguồn tin, có khả năng Libya đã gặp vấn đề khi đặt vé máy bay và điều này dẫn đến việc họ không thể hạ cánh đúng giờ, khiến kế hoạch di chuyển bị gián đoạn. Một giả thuyết được đưa ra là việc chuyến bay bị chuyển hướng đến sân bay Al Abraq không phải là một hành động cố ý từ chính phủ Libya, mà có thể là hệ quả của việc điều phối chuyến bay không hiệu quả. Điều này cho thấy rằng sự cố có thể không hoàn toàn liên quan đến Nigeria, mà do lỗi kỹ thuật hoặc hậu cần từ phía Libya trong việc sắp xếp chuyến bay cho Nigeria. Giữa lúc căng thẳng này, đội tuyển Nigeria đã phản pháo lại những lời cáo buộc nhằm vào Nigeria. Họ cho rằng vấn đề nằm ở phía Libya và các yếu tố khách quan chứ không phải là lỗi của Nigeria. Nigeria đã thực hiện đầy đủ các thủ tục và cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho các đội tuyển khi thi đấu trên sân nhà của họ. Những sự kiện này mở ra một loạt câu hỏi không chỉ về thái độ của các đội bóng với nhau mà còn về vai trò của các nhà tổ chức bóng đá như CAF trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế. Theo lời của ông Ademola Olajire, giám đốc truyền thông của Liên đoàn bóng đá Nigeria, phía Nigeria đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện từ việc sắp xếp xe buýt, điều phối logistics, đến việc xin phép máy bay hạ cánh tại sân bay Victor Atta ở Uyo. Đây cũng là nơi đã từng đón tiếp đội tuyển Benin vào tháng trước mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, khi đội Libya bất ngờ quyết định hạ cánh tại sân bay Port Harcourt, điều này đã gây ra một cú sốc cho Liên đoàn bóng đá Nigeria. Ông Olajire cho biết rằng phía Nigeria không nhận được thông báo nào trước từ Libya về sự thay đổi này. Khi phát hiện điều này, Liên đoàn bóng đá Nigeria đã nhanh chóng xin giấy phép để đội Libya có thể bay từ Port Harcourt đến Uyo. Nhưng phía đội bóng vẫn quyết định đi đường bộ, khiến hành trình trở nên kéo dài và khó khăn hơn. Điều đáng nói là đội trưởng của Libya, đó là Faisal Al Badri, đã chỉ trích cách tiếp đón của phía Nigeria, cho rằng đội bóng của anh đã bị đối xử tệ bạc trước trận đấu. Al Badri kêu gọi sự công bằng và cho rằng Libya sẽ đáp trả trong những lần gặp gỡ tiếp theo. Lời tuyên bố này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới, làm bùng nổ những cuộc tranh luận về cách các đội bóng đối xử với nhau trong các chuyến thi đấu quốc tế. Trên các diễn đàn bóng đá, nhiều người hâm mộ đã chia sẻ quan điểm về sự việc này. Một số cho rằng hành động của đội Libya có thể là một sự phản ứng mang tính chiến lược khi họ cảm thấy không hài lòng với những gì đã xảy ra trước đó. Một số khác lại cho rằng đó là sự cố gắng phóng đại của Libya để gây áp lực trước trận đấu. Dù lý do thực sự là gì, hành động này đã tạo ra một không khí căng thẳng trước khi trận đấu diễn ra. Điều này cũng đặt ra câu hỏi về vai trò của các tổ chức như CAF, Liên đoàn bóng đá châu Phi trong việc giám sát và đảm bảo rằng các đội tuyển tham gia thi đấu quốc tế được đối xử công bằng và chuyên nghiệp. Câu chuyện này cũng có thể mở ra khả năng Libya kiện lên CAF về cách mà họ bị tiếp đón tại Nigeria. CAF trong lịch sử đã từng xử lý những tranh chấp tương tự bằng cách phạt tiền hoặc cấm thi đấu, nhưng không phải lúc nào cũng có các quy định rõ ràng và công bằng. Các tiền lệ cho thấy rằng những vụ kiện như thế này có thể dẫn đến những cuộc điều tra kéo dài, ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai đội bóng và làm gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia. Dù có bất cứ diễn biến nào tiếp theo, sự kiện này chắc chắn sẽ trở thành một phần trong lịch sử đối đầu của hai đội bóng, với việc người hâm mộ bóng đá ngày càng quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhất trong các trận đấu. Các cuộc tranh luận và bình luận về sự kiện này sẽ tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội, tạo nên những làn sóng ý kiến trái chiều và đẩy cao sự kỳ vọng cho các trận đấu tiếp theo giữa Libya và Nigeria. Điều quan trọng là các tổ chức như CAF cần can thiệp một cách quyết đoán để đảm bảo rằng các trận đấu diễn ra trong môi trường tôn trọng và công bằng, tránh để những vấn đề bên ngoài sân cỏ làm lu mờ sự công bằng và tinh thần thể thao.